ngồi, mời bà ngồi ạ. À. Dạ, con chào bà. Dạ. Dạ. Chào chị. Chào chị. Thật bất ngờ. Con xin phép hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà xin chào hai anh chị, bà xin chào khán giả. Dạ. Bà tên là năm nay là 95 tuổi. Bà tên là gì ạ? Bà tên là Nguyễn Thị Tuy. Bà đến là Xuất Lộc, Đông Nai. Con hỏi bà quê đâu bà? Bà quê Quảng Trị. Tụi con rất là hạnh phúc khi được chào đón bà đến đây. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Xin chào MC Quyền Linh, dạ. Xin chào Lê Lộc, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Cúc Lan, năm nay là 53 tuổi và hiện đang làm là nghề nghiệp là giáo viên tiểu học và sống làm dâu với mẹ là được 30 năm. Wow, con số lớn nhất của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Nhưng mà hiện nay vẫn còn đang làm dâu. Ồ, dạ. Phải nói đây là một kỷ lục mà đó gì chương trình được đón chào đó. Kỷ lục là người lớn tuổi nhất và người làm dâu lâu nhất, 30 ha. Dạ, thưa bà đó bà làm nghề gì bà? Bà buôn bán nhỏ thôi. Buôn bán hả bà hả? Ngày xưa buôn bán nhỏ thôi. Ông để làm thợ máy, bà buôn bán. Bà có mấy người con? Bà là được hiện vô đây là được 5 cháu. Dạ. Trai đầu trai đuôi, bà gái dựa. À, vậy lâu nay bao nhiêu cháu nội cháu ngoại rồi bà nhớ không? Nhớ chứ, bà được 19 đứa cháu. Ôi. Mà cả 44 đứa cháu trai đấy, 15 đứa cháu gái. Trời ơi. Nhớ rõ luôn á. À, con cháu đó thì được 12 đứa rồi. Trời ơi. Bà còn nhớ là cái ngày đầu tiên gặp cô dâu này nè là năm nào không? Bà nhớ cái năm mà năm của âm lịch á thì bà nhớ thính con bé đâu là năm Thìn thì bà biết cô dâu đi là được 2 năm. Biết trước 2 năm luôn. Cái ngày đầu tiên mà bà gặp con dâu tương lai á. À, vì bà bạn chờ rồi dâu đi chờ hàng ngày, giáo viên đi chờ hàng ngày, bà gặp rồi tự nhiên mới gặp, tính cách là khách quan thôi. Yeah. Chứ không phải là con dâu đi chợ hàng ngày hả? Đi mua chơi. Đồ của bà đó hả? Có mua thiếu không? Thời đó cũng có tiền vẫn thiếu nhỏ. Thì lúc đó bà làm sao bà biết đây là con dâu tương lai của bà? Lần đó bà quen thì đi 2 đứa giày cùng trường. Rồi quán đi chờ thì cô gái dạo đi chơi thì cùng mua hàng bà nhiều. Sao cách nấu cả nóng là rồi mới biết. Bà biết được là con dâu tương lai rồi bà chịu không? Chịu thì được khách quán là chịu. Quý ba là cũng có nên cùng giáo viên đồng nghiệp thì cùng chịu. Chị ơi cho em hỏi là cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng á thì không biết là khi mà gặp ngoài chợ là chị có đoán trước là đây là mẹ chồng của mình trong tương lai không? Thì hồi đó mới ra mà chưa có tỏ tình á. Dạ. Thì không có suy nghĩ gì cả. Cứ thấy mẹ của bạn mình bán thì mình tới mình mua thôi. Ủng hộ ha. Ủng hộ. Dạ. Rồi sau này mà tỏ tình rồi á thì bắt đầu là cũng đi qua cùng ngành hại. Cũng đấy, không có mua không mua chỗ khác. Nhưng mà mẹ làm cải chua ngon quá thì phải tới mua thôi. Hai mẹ con hợp nhau về những cái điểm gì hả chị? Hai mẹ con này thì hợp nhau thì nhiều lắm. Thí dụ như là mình ở nhà là cái điểm giống nhau nhất á, là mấy đứa con nó hay chọc á, là mẹ với mẹ là có cái hợp nhau là hay nói xấu bà nhất. Vì sao? Thí dụ như là trong nhà thì bà già mà buồn á, cái gì là cũng chờ con dâu để giải bày là mẹ thấy buồn vì hắn nói như đứa đứa tê là mẹ buồn, rồi cũng an ủi mẹ rồi đó. Mà con dâu mà có gì buồn cũng chờ ông xã đi, rồi bắt đầu là nói với mẹ là mẹ cũng an ủi. Rồi là hai mẹ con mà cứ thầm thì là gặp ống mà đi về là ông nói đó lại nói xấu đúng không?